có xem nó có thừa ra hai bên không? Không, như thế này nó thừa, thế này đi được em ạ. Chỗ này mình chạy ở trên đường không ảnh hưởng gì. Chia sẻ anh em nhé, toàn hàng VIP cây trực quân tử đây anh xem này. Quay bốn mặt anh em xem. Cứ hàng VIP là lên đường thôi cả nhà. Cậu hơi muộn, sáng mai trồng sớm nhá. Anh em nào thích xem cây này đặt vào đâu á, anh em muốn biết cây này đặt vào đâu thì sáng mai xem livestream lúc 8 rưỡi nha anh em. 8 rưỡi sáng mai các đầu bạc sẽ livestream cây này. Chủ nhà cho phép luôn. Đây là một cây trực cao 7 mét rưỡi nha anh em. Tay cành bông tán nói chung là tương đối đẹp. Quay từ từ thôi. Rồi, quay tí nữa đi. Rồi. Rồi. Cái đường đấy lên anh sợ là đi đường hơi cao. Quay nữa đi, úp cái đằng Tùng này xuống này Tùng ơi. Đấy. Vì đi nó gần nó cũng phải xa. Chào cả nhà nhá, lâu lắm gã đầu bạc mới lên live hơi muộn. Pha cẩu lên nhìn nó ảo diệu nhưng mà không kịp thì có khách đấy anh em. Đấy anh em xem. Em này vanh thì nó chỉ khoảng 140 thôi. Nhưng được cái chiều cao đặt vào cái biệt thự thì nó cũng vừa anh em. Rất nhiều những anh em ở trên live, cảm ơn anh em. Like cho anh em xem cái vườn mới này. Cái vườn mới này đây. Cây mà cao nhất Việt Nam nha anh em nhìn nhỉ. Nếu anh em nào có cây tùng mà cao bằng cây kia, gã đầu bạc cho mất cây luôn. Đấy, đây em này này. Đi tìm cả Việt Nam luôn anh em. Không có. Em này là cao 12 mét nha. Hết cả một con tùng luôn, kín mít. Vừa này toàn cây khủng đây, vườn mới về anh em. Vừa mới dọn dẹp xếp một cái vườn mới để chuẩn bị coi như là phục vụ trong lúc bất động sản khó khăn, cây lại cứ có xu hướng. Thế mà anh em rất là vui. Đấy, là cho anh em xem cái vườn mới. Có một cây tùng này thì chắc là anh em nhìn phê luôn. Đấy, đây này. Đấy, anh em xem phê chưa, đúng như tùng Việt luôn. Vanh của cây này nó khoảng tầm gần 200. Có em này đẹp này. Đấy, dáng vừa về, lá vẫn còn vàng. Sau 2 tháng nữa sẽ trở thành một tác phẩm đặc cấp luôn. Đây, quay gần cho anh em xem tay cành vẹt thích. Tay cành vẹt cổ luôn. Đây mới là tiêu chí của tùng, những cái cây đẳng cấp nha anh em. Đây, nó già đến mức mà cái sẹo to ngày xưa này nó còn múm rồi. Cây này đẹp lắm, gã đồ bạc thích. Thân xoắn nha anh em. Cái loại mà bông bông ấy thì nó bình thường. Chơi những loại tay cành phải to như này. Đấy anh em nhé. Đây, đứng xa cho anh em xem. Chào cả nhà, chào Tuấn Duy nhé. Chào anh em, chào Nguyễn Sơn. Đây mới là tiêu chí của những người biết chơi tùng nếu sở hữu nhé anh em. Còn em này thì Việt Nam lạc rồi. Đấy, vừa về xong. Cái này cũng chia sẻ với anh em là gã đồ bạc vừa mua lại nhé. Vừa mới bốc lại của một anh em đã mang về. Trồng lại ra lá ra hoa, bốc lại. Cho mất cây này để mà chơi. Ôi, anh em nhớ. Lùn tịt luôn. Bóng tán bông đàn đẹp. Cây này mà đặt ở giữa minh đường nhà thờ thì chấm hết. Đúng kiểu thịt chó chúng với mắm tôm luôn anh em. Còn em này anh em nào có nhu cầu thì sáng mai anh em lúc 8 rưỡi gã đầu bạc sẽ livestream cho anh em xem. Cây này là trực tiếp gã đầu bạc tư vấn. Rất nhiều cây to nhưng không trồng, lại trồng một cây bé bé. Bé bé thì nó cao có 8 mét thôi. À, thích cái cây kia nhưng mà bảo thôi cây đấy trồng vào xấu. Cảm ơn anh em nhá. Live buổi chiều với anh em bạn đồng. À đây có một cái cây này nhá. Cây này thì ở Việt Nam chưa bao giờ anh em nhìn thấy. Đây là một cây bonsai này. Nếu anh em nào mà thích một kèo nhá, kèo đấu giá luôn, giá rẻ ưu ái trên kênh của gã đồ bạc. Trên kênh YouTube của gã đồ bạc sẽ đấu giá công khai và là giá yêu thương. Đây quay cho anh em xem này. Tức là nó rất thấp nhá. Đây anh em nhìn này.
Đấy, gã đầu bạc đứng tay còn thò lên cả trên ngọn luôn. Cây này nhá, chia sẻ với anh em từ bệ này. Tí nữa mà giới thiệu với anh em nó là cây gì. Từ gốc lên đến ngọn cây này cao khoảng 1 mét. Đây. Đấy, đứng xa ra thì anh em nhìn cái chậu của nó là 90. Đấy, 90 thì cái cây nó cao 1 mét. Được chưa? Anh em yêu quá, thích quá, yêu quá, thích quá. Chào tất cả những anh em đang ở trên live nhé. Chào Nguyễn Đức Thiện. Thế thì cái cây này nhá, chia sẻ với tất cả mọi người, nó là một dòng. Chắc chắn chỉ có Leo Garden thì mới nhìn thấy, mới được sở hữu, mới được biết thôi. Nó gọi là ngũ châm tùng nha anh em. Nghe cái tên đã ảo diệu rồi. Đây là một dòng tùng, nhưng mà lá của nó này, nó không phải là thông đâu nha anh em. Nó như các cái bông hoa nhỏ nhỏ này. Đó. Cái này nó gọi là ngũ châm tùng nha anh em. Đấy, cây mang về được 8 tháng, nhiều người cứ bảo chết mang thử. Mang thử xem nó có chết không. Sống nhăn răng anh em hiểu không? Con này nó là một con bonsai ảo diệu. Đấy, mang về 2 cây để thử thôi. Đây anh em xem là cây này thì nó xấu hơn một tí. Đấy, cây này thì nó xấu hơn một tí. Đây cho anh em xem luôn. Con này thì nó là rắn trực. Đây, bảo chết này. Do kỹ thuật chăm sóc của hệ thống vườn tùng La Hán Nhật Bản nên nó sống nhăn răng này. Nó ra hoa, ra quả, ra mầm mới này anh em này. Cũng là ngũ châm tùng nha anh em. Cây này rất quý. Ở Nhật nó là VIP 1 về bonsai cái dòng này. Đấy, nó ra mầm này, anh em thấy không? Quá là yêu đúng không anh em? Từ từ thôi nhá. Đấy, chia sẻ với anh em. Nhưng mà cây này thì nó xấu, cho nên là gã đầu bạc cũng không muốn giới thiệu với anh em nhiều. Nhưng riêng em bonsai này nhá, em Cúc Cu này, thằng đệ tử chân truyền đứng đẹp ra. Riêng em bonsai Cúc Cu này nhá, một ngày đẹp trời gã đầu bạc sẽ thông báo và đấu giá với giá thấp nhất thì bán, không bán giá cao. Anh em nào trả đúng giá thấp nhất thì bán. Làm gì phải bán giá cao đúng không anh em? Mà nói là làm nhá. Kể cả yêu mến là tặng luôn, không có lằng nhằng. Chưa bao giờ gã đầu bạc dám nói mà không làm. Kể cả có yêu quý vẫn tặng bình thường. 5-70 triệu không quan trọng. Thật sự. Nhưng đây là một cây mà gã đầu bạc cho là rất đẹp. Chỉ tiếc là vừa rồi không chưa mang ra triển lãm thôi. Dòng này quý lắm anh em. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ phù hợp với khí hậu Việt Nam rồi. À, mầm nó lên rất đẹp luôn. Bông tàn bóng tán anh em nhìn. Anh em có nhìn răm không? Không có một tí dây nào luôn. Vì cây này nó là cây bonsai. Rồi cảm ơn anh em ủng hộ gã đầu bạc nhá. Thôi đừng xuống bẹn nữa. Lên to thế này. Sao cái dây chỗ kia nó lại lệch thế kia? Lên to đi cho nó thoát cái dây kia ra đi. Rồi bảo nó lên to cho nó gục hẳn cái cây xuống. Cứ lên to cho nó nằm xuống đi. Cây ca này khó anh em hả? Nhưng mà cây cẩu những cái cây to anh em nó khó lắm. Cứ xuống nhỏ cho nằm xuống đã. Xuống nhỏ. Đó, quay đấy anh em thấy không? Nhiều ca cẩu rất khó anh em hiểu không? Thôi, nhìn đầu cây đây này. Ấy, anh em này không? Nói chung là cẩu cây nhiều tỏi ấy. Anh em nó cũng căng thẳng lắm.
đôi khi mà nó làm không đúng ý của mình cái là nó bị như thế. Chủ nhà mà đứng ở đây thì chắc là sợ chạy rất là dừng anh em phải không? Cây luôn. Đấy, đặt nó vào form, sau đó léo nó lại, ngày mai chuyển đến cho cậu cả anh em ạ. Chào Bình Lê nhá, các đồng bạc chào tất cả những anh em đang ở trên live. Bây giờ nó hơi muộn rồi. Lướt qua một một cái vườn mới cho anh em xem nhé. Cái vườn này là cái vườn mới, rất nhiều những cái cây đẹp nhưng mà cũng chưa khai trương, vài hôm nữa mới có sâu, có những cây hàng khủng. Anh em có thích ngắm những giờ nó tối đâu không được đẹp. Rồi chào Trang Tứ nhá, đây là những em Thông Đen, đây là em Tùng Cối. Đó, cứ những em đẹp ấy là mất. Đấy, đẹp là có cái biển. Đấy, anh em thấy có cái biển đấy, đẹp là có cái biển đấy. Nhưng mà nếu mà chỉ có đẹp hay có biển ấy thì móm, xấu đẹp thì đều có chủ hết, trai gái cũng thế. Nồi tròn thì úp vung tròn, mà nồi méo thì úp vung méo, anh em hiểu không? Đấy, trong này có em Thông này đẹp, anh em nhìn em Tùng nhỏ này đẹp không, già đẹp trắng như xanh xi luôn. Cái này cao 3 mét, khoảng 2m7. Quả bệ của nó thì kinh điển luôn anh em hả? Lại mới về, chưa phải tháo bồng. Ôi anh em nhìn nó ảo diệu, chơi phải những hàng như thế anh em hiểu không? Đây em Thông, em Thông này bể cá lại có cái biển. Đấy, anh em nhớ. Còn cụ Thông này chưa có biển, thì nó khủng quá. Chào Đức Lượng nhé, chào Lâm Văn. Cái này cứ cho nó thò ra tí cũng được, cứ cho nó thò ra một tí cũng được Tùng ạ. Từ từ thôi, rồi xuống đi, cứ từ từ thôi, cứ xuống đi. Không táp được đâu, cành đấy phải để nguyên, đủ ra bên kia đi, không thì mai phải đi sớm. Kéo nó vào bên kia, anh em thấy không, đặt ở trên xe nó dài ra coi 4 mét nhưng vẫn đi bình thường. Đấy, nó dài ra như kia. Ôi sự nhiều tim lắm. Chào Quốc Hóa nhá, chào Lê Văn Lâm, chào Đình Huy. Vườn là mùa này mùa đỗ quyên anh em, mai live stream anh em xem hoa đỗ quyên. Phải nói là nó rực rỡ luôn. Kéo nó sang. Bên này, kéo nó về bên này đi, sao nó sang bên này nhiều thế? Kéo lửa đi, lửa. Rồi. Anh nhìn nó vẫn, đấy được rồi, ok xuống đi. Sang tí nữa đi Tùng. Đó.
Đấy, như thế này mới tạm tạm anh em nữa. Đi đường mới yên tâm. Mai gã đo bạc sẽ áp tải cây này, cảm ơn Luân nhé. Áp tải con này đi đường vì nó quá khổ. Không người nó cho vỡ mồm. Đấy, có quả con đò lát đây anh em. Anh em nào ở các vùng sâu vùng xa quay cho anh em xem, đúng con đò. Nó gọi là con thuyền độc mộc nhá, anh em nhìn cây thông này. Nó dài 17 mét, đúng như con thuyền luôn. Đấy, anh em thấy không? Nhưng mà con thuyền ở đây nó đứng gần không được, quay cho anh em xem nhé, đi từ đây. Đấy, nó dài như này. Nếu anh em có hình dung nó đúng như một con đò ở trên các cái đập ấy, của các cụ cha ông mình ngày xưa. Nó xa cho anh em nhìn, cái bóng. Nó dị luôn, đấy anh em thấy. Trông ở trên chậu luôn. Con này nó dài khoảng 10 nhé. Đấy kìa, nó kít thế này kìa. Đấy, cây thông đấy. Cái này trồng ngay riêng bờ rào thôi. Trồng riêng bờ rào coi như là một bức tường vậy. Giờ nó cũng muộn rồi, thời tiết nó cũng không được đẹp. Cảm ơn tất cả những anh em đã xem like của gã đồ bạc nhé. Vũ Lành rất chi là trân trọng, cảm ơn anh em đã quan tâm đến kênh của gã đồ bạc. Giờ này cũng ít like, không có sự chia sẻ nhiều với anh em về thị trường cũng như là xu hướng cây cối các thứ làm sao. Do công việc có bận quá anh em thông cảm. Cảm ơn anh em đã quan tâm đến kênh của mình nhé. Bye bye, chào tất cả mọi người. Chúc anh em một buổi chiều và một bữa cơm tối cùng với canh cua cà pháo thật là ngon miệng. Cảm ơn anh em.